Tập 17. Điền Tam Lâm, lần này chuyển hàng tới đâu? Dẫn chuyển hàng gì? Chỗ cũ, địa chỉ cũ thôi. Bắt đi. Anh dựa vào cái gì mà xông vào nhà của tôi? Còn muốn dẫn người của tôi đi hả? Tôi nghi ngờ hàng hóa lần này có liên quan tới đảng địa hạ. Đảng địa hạ sao? Không thể nào. Sao có thể chứ? Mời. Không sao đâu ông chủ. Dù sao chúng ta cũng không có làm. Tôi đi nói rõ ràng với anh ta là được. Đi đi. Đi thôi. Anh Điền, lần trước anh hỏi tôi đội tóc cô là nơi làm việc gì. Hôm nay anh có cơ hội nhìn cho thật kỹ rồi. Cái này tôi đều thấy rồi. Trước đây ban chúng tôi dùng mấy cái này để tra tấn người khác. Trước đây có kẻ nào phản bội đều dùng mấy cái này. Qua đây, ngồi xuống. Chuyện này nếu anh thành thật khai báo thì ngày hôm nay không cần tới mấy thứ này đâu. Anh có hiểu không? Không. Anh cho tôi khai cái gì thì tôi khai cái đó. Chúng ta không cần dùng mấy cái này. Lần trước khi anh vận chuyển hàng không đi đường trước đây mà đi về phía nam trước. Tại sao lại như vậy chứ? Phía nam, đường phía nam bằng phẳng dễ đi mà. Vào ngày thứ hai sau khi anh xuất phát, cảng gác của hoàng quân bị tấn công. Tấn công hoàng quân? Ai thế? Bác lộ là ai vậy? Anh đừng có giả vờ ngốc với tôi. Tôi nghi ngờ bác lộ tấn công cảng gác có liên quan tới lô hàng mà anh vận chuyển. Suy đoán từ vấn đề thời gian thì không có chuyện trùng hợp ở đây. Chúng ta không thể nói đùa như vậy được. Tôi nói cho anh nghe bác lộ gì đó kia. Tôi thề tôi không có bất cứ quan hệ gì với họ hết. Tôi nói thật mà, chuyện này rất dễ điều tra. Hôm đó chúng chỉ tôi không đi tới trạm gác Tiểu Liễu Trang. Anh đi hỏi hoàng quân ở trạm gác đó thử xem. Chẳng phải chuyện này đã rõ ràng rồi hay sao? Anh chắc chắn như vậy. Nhất định đã biết hoàng quân của trạm gác Tiểu Liễu Trang đã bị giết hết sạch rồi. Toàn bộ bị giết sao? Toàn bộ luôn hả? Ai mà lại to gan như vậy chứ? Tôi điều tra ghi chép ra khỏi thành của Bắc Bình. Trong cái số hàng anh vận chuyển có một cổ quan tài và mấy người không phải thuộc hạ của anh. Có đúng không? Họ làm việc cho đảng đại hạ phải không? Không phải, tôi thật sự không biết. Đảng địa hạ mà anh nói là gì? Tôi nói anh nghe, có quan tài. Thật sự là có quan tài. Đó là do lúc đi, trong ngõ có vài người bán thuốc. Họ kêu tôi mang hộ quan tài ra ngoài. Tôi thấy đúng là tiện đường, cho nên tranh thủ kiếm thêm chút tiền thôi. Thật sự là như vậy mà. Nếu không thì do họ lừa tôi thôi. Anh không nói thật. Tôi nói thật mà. Tôi thề với danh dự của quan lão gia. Lời nói của tôi đều là sự thật hết. Anh muốn kiểm tra tính kiên nhẫn của tôi hay sao chứ? Nhảy đi, mau nhảy đi. Lại thua rồi, uống tiếp. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Chào mừng quý khách. Cha, Điền Tam Lâm đã bị người Nhật bắt đi rồi. Cha không nghĩ cách cứu họ đi. Nếu cậu ta không làm gì thì người Nhật chắc chắn sẽ thả cậu ta ra. Còn nếu như cậu ta làm điều gì khuất tất thì ta cũng hết cách rồi. Để bà cậu ta đi. Còn phòng bao không? Thật sự xin lỗi, hôm nay phòng bao tầng 2 đã hết rồi. Mời hai vị qua bên đây. Cởi gì? Con không cởi đâu. Người Nhật kia là ai thế? Sao lại trông cao lớn như vậy chứ? Uống tiếp đi. Anh ấy là sư phụ Kenji của quán, đầu bếp được yêu thích nhất của quán chúng tôi. Sao thế? Ăn gì nào? Gì cũng được, dù sao món Nhật đều khó ăn như nhau. Hai phần giống như cũ đi. Xin đợi một lát ạ. Tôi thật sự ghét làm mấy cái việc bẩn như này. Nó sẽ khiến cho tôi trở nên rất thô lỗ. Anh Điền à, anh Điền, anh giúp tôi một tay được không? Giúp chuyện gì cũng được. Vậy anh nói cho tôi biết, cái đám người kia tên là gì chứ? Sống ở đâu? Họ làm gì? Tôi thật sự chỉ biết họ là người bán thuốc trong ngõ thôi. Ngõ nào? Người ta kêu tôi chở quan tài đi. Tôi đâu có hỏi người ta ở ngõ nào đâu chứ. Đừng mà. Cái này không được chạm vào mặt. Tôi còn chưa cưới vợ nữa. Nếu anh làm bỏng mặt của tôi thì coi như nửa đời sau của tôi bị quỷ rồi. Anh thật sự phải nghe tôi nói đã. Tôi dẫn anh tới ngõ đó tìm kiếm là được rồi chứ gì. Bắc Bình có mấy nghìn con ngõ, anh tìm thế nào được? Anh muốn chơi tôi hay sao? Không có. Anh nghe tôi nói đi. Anh không tìm hắn thì tôi cũng phải đi tìm hắn chứ. Tôi có nhiều anh em lắm. Ngày nào cũng lật tung các con ngõ ở Bắc Bình lên. Sớm muộn gì cũng có thể tìm được hắn mà. Anh cứ tin tôi. Anh ở chỗ nào của Nhật Bản vậy? Sao không làm bọn giặc cầm súng chứ? Tiểu thư à, tôi là người đường cổ Thiên Tân. Thiên Tân sao? Đây chẳng phải là ông chủ Lương hay sao? Sở trưởng, lâu quá rồi không gặp. Chỉ bằng chúng ta uống một chén nha. Uống một chén. Được rồi. Tôi đang chuẩn bị tới chào ông đây. Hôm nay chúng ta uống say nha. Được rồi, bên này, xin mời. Tôi thấy anh giống hệt với bọn giặc. Tôi còn tưởng anh là bọn giặc nữa. Tiểu thư, ở nhà hàng Fukuya, đừng nói chuyện với tôi bằng giọng này chứ. Nói anh là bọn giặc thì sao? Anh còn đáng ghét hơn cả bọn giặc nữa. Đồ hắn gian thối tha. Nếu cô có thái độ như vậy thì tôi từ chối phục vụ cho cô đó. Giờ mời cô ra khỏi nhà hàng đi. Anh dám hả? Anh đường là người Trung Quốc, cả ngày phục vụ cho người Nhật. Lấy lòng người Nhật, anh có phải là do cha mẹ người Trung sinh ra hay không vậy? Dạ thưa cô, đừng có tưởng chỉ có một mình cô có cảm giác chính nghĩa nha. Tôi nói cho cô biết, tôi có thể kêu người Nhật bên cạnh bắt cô lại. Anh Kenji, chúng tôi phải đi rồi. Lần sau mời anh tới quân đội của tôi. Tôi tin binh sĩ của tôi thích ăn món anh nấu hơn. Chắc chắn họ sẽ tăng thêm sĩ khí. Anh dũng chiến đấu. Được, đi thông thả nha. Gặp lại anh sau. Đồ hán gian khốn kiếp. Thưa cô, tôi đang dùng dao đấy. Đừng có ép tôi. Tôi dùng dao vô cùng nhanh. Cô đừng có thách thức tôi. Ai sợ ai chứ. Anh Điền, nói như vậy anh vẫn muốn hợp tác với Hoàng Quân? Đồng ý, đương nhiên đồng ý rồi. Anh biết không,
Lương Văn Sơn có tiền tài thế lực vô cùng đó. Ông ta có rất nhiều mối quan hệ trong cấp cao hoàng quân. Nói thật, tôi cũng không muốn dây dưa tới ông ta, nhưng mà tôi thấy rất kỳ lạ. Tại sao sau khi anh bị tôi mời tới đây mà không nhận được điện thoại, cũng không có người của bang tới đội thoát cô thăm hỏi anh chứ? Anh đây có ý gì chứ? Chẳng phải là anh là thuộc hạ đắc lực của Lương Văn Sơn sao? Anh phụ trách toàn bộ đường vận chuyển mà. Tại sao ông ta không phải người tới cứu anh đi? Sao mà tôi biết được chuyện này? Lời đề nghị lần trước vẫn có hiệu lực. Mong anh trao đổi lại với Lương tiên sinh giúp tôi. Tôi rất hy vọng có thể thấy được thành ý của anh đó. Tôi chắc chắn nói lại với Lương tiên sinh. Đi thôi. Vậy tôi có thể đi rồi sao? Nếu anh muốn ở lại vài đêm thì tôi cũng rất hoan nghênh anh. Không. Khoan đã. Nhớ rõ lời đề nghị của tôi đó. Chắc chắn tôi nhớ rõ mà. Không cần tiễn tôi. Không cần tiễn. Dừng bước. Anh muốn chết hay sao vậy? Đảng địa hại là cái gì chứ? Dính vào là chết đó. Anh lấy tính mạng của cả nhà tôi để vào trong biển lửa rồi đó. Được rồi, tôi đang tìm ai đó để dạy dò tôi tới chết đây. Lần này về vẫn bị đánh. Tôi thật sự không dính dáng gì tới đảng địa hạ kia. Nếu như tôi dính dáng tới đảng địa hạ thì họ có thể thả tôi ra hay không? Không dính dáng mới lạ. Nếu không có tin tức gì, sao Takaki lại xông vào nhà tôi? Nói đi, có phải là anh đã nói dối tôi chuyến đi này hay không? Tôi nói dối hay không thì ông có thể hỏi các anh em mà. Thật ra tới đó dạy dò tôi đã đủ quá rồi. Sau này tôi mới biết, người ta chỉ ra qua với chúng ta bắt tôi chuyển lời lại thôi. Nói sau này muốn hợp tác với ông đó. Dù sao đi rồi, người ta vừa đánh vừa hỏi tôi, có phải là nhóm các ông rất lợi hại ở Bắc Bình hay không? Cái gì mà có liên quan tới quân đội này, bộ chính trị tự trị này? Dù thế nào cũng không ai xin cho anh, cũng không ai tới cứu anh. Thật sự nói tới nỗi mặt của tôi không biết giấu đi đâu. Được rồi. Tôi suy nghĩ không chu đáo. Cậu ra ngoài đi, nghỉ ngơi vài ngày cho khỏe. Điền đại ca, đợi đã. Sao anh được thả rồi hả? Cô có ý gì đây? Nghe cảm giác như vậy rất đáng tiếc đúng hay không? Tôi nên bị người Nhật đánh chết mới phải chứ. Nói cái gì vậy? Dù anh có chết hay là không cũng không liên quan tới tôi. Nhưng mà anh đừng có chết thì tốt hơn. Có câu này của cô thì tôi thấy thỏa mãn lắm rồi. Anh đi đâu vậy? Tôi cũng muốn đi theo. Hiếm khi cũng muốn đi cùng với tôi. Anh bị người Nhật bắt đi mà, chứng tỏ anh cũng không xấu như vậy. Anh quen biết với đảng địa hạ thật sao? Họ trông như thế nào chứ? Anh nói với tôi một chút đi. Được rồi. Tôi xui xẻo 8 đời mới có quan hệ với họ đó. Đừng có nhắc tới chuyện này nha. Vì chuyện này mà cha của cô trở mặt với tôi. Đã trở mặt thành thế nào rồi? Nghiêm trọng vậy sao? Cô đi hỏi ông ấy đi. Dạ. Chúng ta phải có dự định từ sớm. Theo tôi thấy, tên nhóc này không phải là kẻ cam tâm làm thuộc hạ của người khác. Để hắn đủ lòng đủ cánh, chúng ta lại ra tay. Sợ rằng đã muộn rồi. Tam Lâm, đừng trách tôi độc ác với cậu đó. Ai kêu cậu dính vào đảng địa hạ làm gì? Dạ. Ý của ông là chẳng phải lúc nãy đánh cậu ta hay sao? Cậu truyền lời cho cậu ta, nói là tôi thấy không thoải mái trong lòng,
chuẩn bị mở yến tiệc, khoản đãi cho cậu ta. Tôi hiểu, tôi sẽ đi làm ngay. Đội trưởng à, thả Điền Tam Lâm như vậy sao? Tôi xin lỗi, tôi không nên nói như vậy. Không sao. Theo như chúng ta điều tra, trước khi Điền Tam Lâm tới Bắc Bình, vẫn luôn không làm được việc. Hắn chỉ là tên lưu manh đường phố, nhưng mà không biết tại sao có thể trở thành người được yêu quý bên cạnh Lương Giang Sơn trong thời gian ngắn ngủi như vậy. Theo những gì tôi phân tích thì Lương Giang Sơn là một người rất đa nghi. Ông ta thà nuôi một bầy chó cũng sẽ không nuôi một con sói bên cạnh mình đâu. Nhưng mà Điền Tam Lâm rõ ràng là con sói đói giả hoạt. Rốt cuộc Lương Giang Sơn thích điều gì ở hắn ta? Điền Tam Lâm này chắc chắn có chỗ khiến cho người ta yêu thích. Hoàng quân chúng ta rất cần người như vậy ở Bắc Bình để quản lý đội ngũ giúp chúng ta. Nhưng mà nếu như anh đã muốn hắn làm gì cho chúng ta, vì tại sao lại thả hắn đi chứ? Khống chế một người có hai cách khác nhau. Một cách là để cho hắn lựa chọn, giống như người ta nói, thuận ta thì sống, trái ta thì chết. Nhưng mà như vậy sẽ gây ra tâm lý phản bội của hắn. Chưa biết chừng trong lúc anh cần hắn nhất thì hắn lại đâm sau lưng anh một cái, thêm một nhát. Một cách khác là xây dựng quan hệ cộng sinh với hắn, dụ dỗ hắn bằng lợi ích, rồi tìm ra điểm yếu của hắn. Đến một ngày hắn phát hiện ra thì đã không kịp nữa rồi. Nhưng Điền Tam Lâm này giả hoạt vô cùng. Tôi thấy chưa biết chừng hắn có quan hệ với đảng địa hạ thì sao? Không đâu, hắn là người sống vì lợi ích của mình. Chỉ có chúng ta mới có thể thỏa mãn thứ hắn muốn có thôi. Mọi thứ. Quang nghênh, quang nghênh. Ra ngoài đi, tôi có chuyện muốn nói với anh đây. Lão Tam, có chuyện gì vậy? Anh, em làm gì vậy? Có phải là anh là đảng địa hạ hay không? Ai là đảng địa hạ chứ? Anh và các tên bán thuốc ở trong ngõ nữa, tất cả đều là đảng địa hạ. Hôm đó sớm không tới, muộn không tới, nhưng lúc bọn giặc muốn giết hắn thì hắn lại tới. Chẳng phải trùng hợp sao? Chắc hôm đó bác Lộ đang xử lý các khu nhà pháo nhỏ thôi. Khốn kiếp, tên mũi to đó là đảng địa hạ chứ ai? Tiểu nữ trang về Đại Đại Dương, chỗ mà chúng ta uống trà đều là đảng địa hạ hết. Tất cả các anh đều là người cùng một hội, chỉ có em và đại ca mơ hồ bị lừa thôi. Được rồi, được rồi. Anh nói em nghe, anh không phải là đảng địa hạ gì hết. Anh thật sự không phải mà. Lão Tam, anh có phải là anh trai của em hay không? Em bị đội tốt khô bắt đi đó, suýt nữa thì bị thanh sắt nung làm bỏng mặt rồi, suýt nữa là mất mạng đó. Chính vì anh mà em mới sống chết ngậm miệng. Lão Tam, được rồi, em thật sự hối hận vì đã gọi anh ra ngoài này. Anh thật sự không phải đảng địa hạ mà. Nếu chúng ta đã như vậy rồi thì em cũng nói rõ ràng với anh luôn, sau này anh đừng lấy chuyện của đảng địa hạ ra tới tìm em nữa. Nếu mà còn tìm em. Được rồi. Lão Tam, đây là tên hán gian khốn kiếp. Cô chắc chắn hắn là hán gian hay sao? Dáng người và bộ quần áo đó chắc chắn không thể sai được. Anh cầm súng trước đi. Không cần súng, dùng đạn với bọn hán gian là quá lãng phí rồi. Cô đợi tôi ở đây.
Lão gì? Đại ca, anh làm gì ở đây vậy? Em, sao lại mặc quần áo như vậy? Em, đại ca, về nhà em giải thích với anh được không? Đừng có làm việc với người Nhật nữa. Em biết rồi, biết rồi. Đại ca, về nhà em giải thích với anh nha. Đi mau đi. Tại sao anh lại không giết anh ta? Tại sao vậy? Tôi không giết cậu ấy được. Cậu ấy là em trai của tôi. Em trai của anh sao? Em trai ruột của tôi luôn đó. Em, sao em chưa từng gặp anh ta ở nhà vậy? Đó, vậy kế hoạch của chúng ta phải làm sao đây? Tiếp tục giết. Chiều ngày mai gặp nhau quán trọ. Phim được thuyết minh bởi Aramark Washi TV Việt Nam. Chúc các bạn xem phim vui vẻ. Ban ngày ban mặt anh lén lút đi theo tôi làm gì chứ? Đường này là của nhà các cô sao? Không cho tôi đi ra ngoài đi dạo sao? Bây giờ cô ở nhà hàng Lục Quốc cũng rất tốt mà. Liên quan gì tới anh chứ? Trong chừng đại tiểu thư nhà họ Lương của anh đi. Vừa gặp mặt đã ghen rồi. Không sao, tôi tìm cô nói chuyện một chút. Anh tìm tôi nói chuyện gì thế? Chúng ta có chuyện gì để nói với nhau sao? Chưa biết chừng lúc nữa thì tôi phải dùng tới anh thật đó. Cái gì mà dùng tới tôi? Cô muốn đi đâu? Nơi mà anh thích nhất, ngõ Bắc Đại đó. Đi thôi. Ngõ Bắc Đại hả? Tiểu Nguyệt, Xuân Lan, tôi về rồi đây. Nguyên Tử về rồi. Đây là vị gia nào thế? Sao lại vội vã xông thẳng vào phòng con gái như vậy hả? Không phải, tôi là bạn của Nguyên Tử. Vị này là Điền Tam Gia, khách quen của ngõ Bắc Đại. Trông quen mắt chứ. Cô đừng có nói linh tinh nha. Tôi xem thử nào. Khách quen sao? Làm gì thế? Đúng rồi, làm gì thế? Chăm sóc cho thật tốt đi. Các cô làm gì vậy? Nào nào, làm một lần nào. Đừng làm loạn nữa. Quyên Tử, Quyên Tử à. Đừng làm loạn nữa bà. Quyên Tử, đừng có làm loạn linh tinh ở đây. Tên nào nói là khách quen của ngõ Bắc Đại chứ? Cô làm gì vậy? Cướp sắt còn cướp tiền của tôi. Nếu không thì gọi anh tới đây làm cái gì? Chị Xuân Lan, chị giữ lấy số tiền này đi. Tìm về gì đây phu tốt, giải quyết chuyện kia của chị đi. Quyên Tử à, cô có ý gì thế? Cô lấy tiền của tôi để giúp cho người khác. Chuyện gì vậy? Mang thai rồi. Cha là ai còn không biết nữa. Nếu biết cha của đứa bé là ai thì phải đòi hắn 100 đồng bạc chứ. Phải chuộc thân trước đã, tránh phải ở đây chịu tội này. Cảm ơn Tam Gia, đợi tôi kiếm đủ tiền sẽ trả lại cho anh. Nghe hiểu rồi. Vậy đừng có nghĩ tới chuyện trả tiền nữa. Cô cứ xử lý chuyện của mình xong rồi hãy nói. Nếu như không bị ép tới bước đường này thì ai cũng không thể ở lại chỗ này phải không? Đúng vậy đó. Trả cái khỉ gì chứ? Đây là ai chứ? Ông thần tài đó đúng không, Điền Tam Lâm? Điền Tam Gia, Điền Tam Gia của bang Lương Gia. Cô thực sự nói đúng rồi đó. Hôm nay tôi không mang tiền theo. Để hôm nào mang đủ tiền, tôi sẽ chuộc thân hết cho tất cả các cô ở đây. Thật sao? Chuộc hết luôn hả? Anh muốn bao nhiêu bà vợ bé thế? Anh đuổi đổi không? Không phải, chẳng phải là phong cho cô làm bà Sáu hay sao? Phía trước vẫn còn có 1, 2, 3, 4 năm nữa. Tôi đánh chết anh. Xuân Lan, hôm nay tôi thay cô kính Tam Gia một ly. Tống Á Quyên được lắm. Tới anh đó. Nào. Uống đi, uống đi. Đừng có dừng lại nha, đừng dừng. Tình hắn gian khốn kiếp. Tay của anh bị sao vậy?
Anh không cẩn thận cắt vào thôi. Cả bàn tay của anh đầy máu kìa. Anh mau tới bệnh viện khám xem sao đi. Tôi sẽ xin nghỉ cho anh. Cảm ơn cô. Nếu không có cô, tôi thật sự không biết phải làm sao nữa. Được rồi, được rồi, đừng nói những lời sến súa như vậy. Mau đi khám bác sĩ đi, nhanh lên. Hôm nay lúc tôi ra ngoài đã thấy 7 sao bắt đầu đều ngược lại hết. Tôi thấy hôm nay xảy ra chuyện lớn. Không ngờ cô lại chủ động hẹn tôi ra đây. Ai mà chủ động hẹn anh ra đây? Tôi tìm anh có việc thôi. Không cần căng thẳng đâu. Mấy cô gái ngõ Bắc Đại đang ở cùng với khách, bây giờ không có thời gian để ý tới anh đâu. Tôi nói cô nghe, tôi và họ là anh em với nhau. Thật không? Hơn nữa, cô ấy sinh ra ở ngõ Bắc Đại. Cô ấy khác với các cô gái khác ở ngõ Bắc Đại. Người ta bán nghệ không bán thân. Ai quan tâm anh với cô ta là anh em hay là chị em? Bây giờ tôi hỏi anh, có phải là anh vẫn còn người anh thứ hai không? Sao vậy? Có phải là tên Hán Giang ở nhà hàng Fukuya là anh hai của anh không? Người ta là đầu bếp chứ không phải là Hán Giang. Anh ấy cũng trông hơi giống Hán Giang. Mà tại sao người trong quán đều gọi anh ta là Kenji? Chẳng phải là làm gì ở quán Nhật hay sao? Vẫn phải đặt tên cho anh ấy, cái tên Nhật mới dễ gọi chứ. Mà cô gặp anh ấy khi nào vậy? Ai nói cho cô biết anh ấy là anh trai của tôi? Anh đừng có hỏi chuyện này làm gì. Dù sao tôi biết được rồi. Tôi nói cô nghe, anh ấy thật sự kiếm miếng ăn thôi. Cô đừng có tới làm phiền anh ấy nha. Nhà các anh làm sao vậy? Sao lại có anh ta và anh thất bại như vậy chứ? Mẹ của anh cũng tức giận nữa. Sao hai người không học hỏi đại ca anh? Cô nói tôi thế nào cũng được, nhưng mà đừng có kéo người nhà của tôi vô. Được rồi, được rồi. Anh cứ coi như lòng tốt của tôi như bỏ không đi. Tôi cũng không muốn nói thêm nữa. Tôi đi nha. Cuối cùng tôi muốn nói với anh một câu. Hai ngày nay ai kêu anh tới nhà của tôi thì cũng đừng tới. Nhất định đừng tới. Sao vậy? Dù sao anh nhớ rõ là được. Nhưng mà tôi chưa gọi đồ gì mà. Lát nữa không nhớ một điều cùng nhau sao? Anh nhảy cùng người bán nghệ không bán thân kia của anh đi. Chuyện linh tinh gì thế này? Đừng tới nhà cô ấy nữa hay sao? Lão nhị, em nói thật với anh đi, tại sao em không thể tự chức gì ở nhà hàng kia thế? Em làm đầu bếp ở chỗ đó hay là em làm Hán Giang? Đại ca, anh thật sự xem thường anh ấy quá rồi. Anh ấy làm Hán Giang hay sao? Sao em lại làm Hán Giang chứ? Chẳng phải em nói rồi hay sao? Em làm việc là vì kiếm miếng ăn thôi. Em xem, em cũng là đàn ông con trai, làm gì không thể có được miếng ăn chứ? Sao em lại cứ phải hầu hạ bọn giặc kia? Anh đừng có nói nữa được không? Anh không sợ mẹ nghe thấy hay sao? Em còn biết xấu hổ nữa hả? Không phải đâu, anh cũng biết. Bây giờ tìm việc ở Bắc Bình này khó khăn thế nào chứ? Ngoài việc nấu ăn ra thì em không biết làm gì hết. Kêu em tới công xưởng thì em cũng không có tay nghề như anh. Kêu em kinh doanh thì em cũng không tinh ranh như lão Tam. Đang nói anh đó, đừng có kéo em vô. Chẳng phải đang lấy ví dụ hay sao? Dù là đi ăn xin còn tốt hơn là hầu hạ cho bọn giặc. Chẳng phải em muốn kiếm thêm một chút tiền chăm sóc cho mẹ hay sao? Mẹ không cần tiền bẩn của em phụng dưỡng. Em thức khuya dậy sớm làm gì? Sao lại gọi là tiền bẩn? Tiền của bọn giặc là tiền bẩn chứ gì? Người Nhật cướp tiền của người Trung Quốc, em đòi lại từ người chúng thôi. Như vậy là sai sao? Em còn dám nói lý ở đây nữa sao? Đại ca, anh đừng có chấp anh ấy nữa. Anh ngồi đi. Anh à, nếu như anh thật sự thấy em trai của anh là Hán Giang, anh muốn làm thế nào thì làm như thế đấy. Như vậy được rồi, anh bớt nói vài câu đi. Làm đại ca giận như vậy, anh vui lắm hay sao? Nếu là em, việc làm kia của anh vừa nguy hiểm tới tính mạng, vừa phải chịu tiếng mắng chửi, sao anh phải khổ như vậy chứ? Lão Tam, nói gì vậy? Nguy hiểm gì chứ? Người vừa khó hậu hạ như vậy, nhưng mà cũng không tới nỗi chém giết anh bừa bãi. Anh còn giả vờ nữa. Ai giả vờ chứ? Anh đang nói sự thật mà. Nửa đêm canh ba không ngủ đi. Các con còn cãi nhau cái gì thế? Được rồi mẹ, ba anh em chúng con nói chuyện một chút thôi. Mọi người ngủ sớm đi. Ngủ sớm đi. Anh xem nửa đêm canh ba, ba anh em chúng ta làm gì thế này? Đều cho người Nhật làm loạn hết.
Được rồi, đại ca đừng tức giận nữa. Đi ngủ sớm đi. Ngủ đi, ngủ đi. Lão Thôi à, dì Lâm, ngồi đi, ngồi đi. Để tôi. Anh tìm tôi có chuyện gì? Hôm nay tôi tìm tới đây có chuyện quan trọng muốn nói. Lại là chuyện quan trọng hay sao? Sao vậy? Bây giờ nghe thấy hai từ quan trọng thấy hơi giật mình phải không? Không phải. Nhiệm vụ càng quan trọng thì tôi càng có cảm giác thành tựu. Bây giờ thấy quân Bắc Lộ chúng ta giết bọn giặc, tôi thấy vô cùng xảy giận. Trước đây nhìn thấy bọn giặc tôi sợ tới mức run rẩy. Trước đây sợ hãi tới mức run rẩy luôn đó. Bây giờ là hưng phấn tới phát run. Lúc nào anh cũng phát cho tôi khẩu súng giết vài tên giặc đi. Nghĩa Lâm, dù anh chưa từng tham gia chiến đấu tiền tuyến, nhưng mà anh với chúng tôi đã cùng nhau giết bọn giặc trên chiến trường, không có khói thuốc súng này rồi. Đây cũng là chiến đấu mà. Đúng, bây giờ chúng ta là người một nhà phải không? Vì vậy lão Thôi, anh thấy chuyện của tôi, chuyện gì của anh chứ? Tôi làm nhiều việc như vậy, cho tổ chức của chúng ta như vậy, khi nào các anh mới cho tôi danh phận đi? Nghị Lâm, việc tôi định nói lúc nãy chính là chuyện này mà bị anh cắt ngang rồi. Bây giờ tôi có thứ quan trọng muốn giao lại cho anh đây. Đây là đặc biệt gửi cho tôi sao? Mắt của anh có vấn đề hay sao chứ? Trên đó có tên của tôi nữa đấy. Đồng chí Nhị Lâm, cho anh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ nên đây là phần thưởng và sự cổ vũ của thủ trưởng cho anh đó. Hy vọng anh tiếp tục cố gắng phấn đấu giết địch. Được rồi, được rồi. Sau này tôi sẽ treo nó lên tường. Việc quang vinh rạng danh tổ tông biết bao chứ. Không được, công việc này nằm dùng có tính bảo mật của nó, phải giấu nó tận sâu ở trong lòng. Tiểu La, đốt đi. Phải đốt rồi hay sao? Chúng ta làm công việc nằm dùng mà. Nhỡ may rơi vào tay của địch phải làm thế nào đi? Đừng, đừng, đừng mà. Để tôi đọc thêm một lát nữa. Lát nữa tôi sẽ đốt. Các anh hãy vực dậy tinh thần cho tôi. Nếu ai để xảy ra sơ sót, tôi sẽ hỏi tội người đó, hiểu chưa? Hiểu rồi. Được. Hôm nay tôi phải khiến cho Điền Tam Lâm có đi không trở lại. Lùi xuống đi. Rõ. Ưu ưu. Làm gì thế? Trốn ở đây làm gì thế? Dạ không có, con định tìm bạn của con thôi. Hôm nay đừng có đi nữa. Tại sao vậy cha? Không tại sao hết. Hôm nay không ai trong Lương gia được phép ra ngoài hết. Đại tiểu thư, ưu ưu. Đưa tiểu thư vào phòng đi. Xin mời. Vô ích thôi, Điền Tam Lâm sẽ không đến đâu. Theo tôi làm gì chứ? Cút đi. Cút.
Hôm nay hai anh em chúng ta tới nhà hàng Lục Quốc này cũng thấy vô cùng vui mừng. Đúng thế, hôm nay trước mặt các vị chủ quan đây, tôi và người anh em của tôi sẽ biểu diễn tiết mục nho nhỏ. Khi nào thế? Tới lúc chúng ta nên hành động rồi. Đừng để cho ông chủ Lương đợi chúng ta. Không vội, xem thêm một lát đi. Hai ngày trước anh ấy ra ngoài biểu diễn. Diễn gì thế? Kinh kịch. Kinh kịch? Ông chủ mời chúng ta tới ăn cơm, chuyện này vinh dự biết bao. Anh xem, nếu để họ đợi sốt ruột thì phải làm sao? Anh à, tới lúc chúng ta phải đi rồi đó. Nếu anh thích nghe kịch nói thì hôm nào chúng ta mời họ tới diễn cho một mình anh nghe thôi. Cứ đợi thêm một lát nữa đi, cậu chú ý xem. Tôi vừa ho một cái, chúng ta sẽ động thủ. Chuyện này là sao thế? Anh Tiểu Chí, cậu biết tại sao dị ương chém hàng tính không? Chẳng phải trước đây trong sách bình cũng nói rồi hay sao? Công cao hơn chủ, khi đó binh lực không mạnh bằng tướng vũ. Phải. Nhưng mà Lưu Bang không ngờ người vào Hàm Dương trước. Hai ngày nay ai kêu anh tới nhà của tôi thì cũng không được đi. Nhất định không được tới. Hạng Vũ canh cánh trong lòng, nói lần sau gặp Lưu Bang nhất định. Anh xem cả ngày đại tiểu thư cứ kiếm chuyện với anh em của chúng ta thôi. Làm gì thế? Cũng vô cùng mừng. Đúng rồi, chúng ta cũng tới góp vui đi. Phải rồi, sao có thể biểu diễn một đoạn như vậy chứ? Đúng thế, thêm một đoạn nữa đi. Nào, uống xong chúng ta sẽ đi. Được, được lắm. Anh uống thêm một ly với cậu nha. Tôi không uống nổi nữa. Lái xe. Khốn kiếp, ai làm gì chứ? Nói rõ tôi biết.
Tôi thật sự không thể để cho cậu đi vào chỗ chết cùng tôi được. Cô gái, dìu cậu ấy tới phòng khách ở tầng trên đi. Sau đó tìm người trong trường cậu ấy. Được, đừng để cho cậu ấy đi đâu. Dạ, Điền Tam Lâm vẫn chưa tới sao? Vẫn chưa tới. Đã chuẩn bị xong chưa? Dạ yên tâm đi, đã bố trí tay súng ở xung quanh phòng rồi. Chỉ cần Điền Tam Lâm dám xông vào viện, tôi đảm bảo hắn không thể ra về. Tiểu thư đâu? Tiểu thư đang ở trong phòng. Tôi đã sắp xếp người bảo vệ tiểu thư.